Nhật Bản vì Đài Loan xả thân chống Trung Quốc, đợt tam hiệp có bị vỡ như lời đồn. Kính thưa quý vị, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và chưa bao giờ từ chối việc sử dụng vũ lực để giành lại quyền kiểm soát đối với hòn đảo này. Trong bối cảnh hiện nay, cuộc chiến Nga-Ukraine kéo dài đã khiến cho nhiều dư luận quốc tế quan tâm và chú ý, không chỉ bởi tính chất phức tạp trong quan hệ song phương giữa Nga và Ukraine và đa phương giữa một bên là Nga, Trung Quốc với phía còn lại là Mỹ và đồng minh. Cùng quy mô lớn của cuộc chiến, mức độ tác động cũng như sự bất ổn mà cuộc xung đột này gây ra đã lan rộng trên quy mô toàn cầu. Đồng thời, kết quả của cuộc chiến này cũng liên quan trực tiếp đến định hướng quyết tâm của giới lãnh đạo Trung Quốc trong việc có nên phát động một cuộc tấn công đối với Đài Loan nhằm tái thống nhất vào thời điểm này hay không. Mấy ngày hôm nay, Trung Quốc tập trung bảo vệ Đài Loan rồi công bố video về một trận chiến mô phỏng việc Trung Quốc xâm chiếm toàn bộ hòn đảo này như thế nào. Điều này khiến cho giới quan sát và các nhà phân tích trên các diễn đàn quân sự thảo luận tới hai vấn đề. Liệu Đài Loan có thể tấn công đập Tam Hiệp trong trường hợp bị Trung Quốc tấn công hay không? Và quốc gia nào sẽ là quốc gia đầu tiên nhảy vào cuộc chiến để cứu Đài Loan? Câu trả lời sẽ có trong video ngày hôm nay quý vị nhé! Đài Loan có thể tấn công đập Tam Hiệp của Trung Quốc không? Trước tiên chúng ta phải tìm hiểu về đập Tam Hiệp. Nó là đập trọng lực, một công trình khổng lồ và kiên cố, lại nằm ở phía Tây Hồ Bắc, sâu trong lãnh thổ Trung Quốc đại lục. Để tấn công mục tiêu như đập Tam Hiệp thì đây là một nhiệm vụ phức tạp và nguy hiểm. Nó đòi hỏi máy bay với khả năng tấn công chính xác, tầm bay xa và mang được vũ khí có khả năng xuyên phá mạnh. Có một số loại máy bay có khả năng thực hiện nhiệm vụ này dựa trên khả năng kỹ thuật của chúng. Thứ nhất là máy bay ném bom tàng hình B-2 Spirit của Không quân Mỹ, có khả năng tránh radar và mang theo bom hạt nhân hoặc bom pháo nổ lớn. Chẳng hạn như bom GBU-57AB, bom này có khả năng xuyên phá các mục tiêu cứng và sâu, phù hợp để tấn công các công trình kiên cố như đập Tam Hiệp. Thứ hai là B-52 Stratofortress, một máy bay ném bom chiến lược hạng nặng của Mỹ, có khả năng mang nhiều loại vũ khí, bao gồm các bom dẫn đường chính xác và bom pháo nổ lớn. Khả năng mang tải trọng lớn và tầm bay xa khiến B-52 có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công các mục tiêu chiến lược. Thứ ba là F-35 Lightning II, một máy bay chiến đấu tàng hình đa nhiệm, có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công chính xác với khả năng tàng hình và mang theo các vũ khí dẫn đường chính xác như bom GBU-39SDB. F-35 có thể tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các mục tiêu quan trọng. Thứ tư là F-15 Airstrike Eagle, một máy bay chiến đấu đa năng với khả năng mang nhiều loại vũ khí dẫn đường chính xác. Máy bay này có thể thực hiện các nhiệm vụ tấn công mặt đất chính xác, bao gồm việc sử dụng bom xuyên phá để tấn công các công trình kiên cố. Thứ năm là Tu-160 Blackjack của Nga, một máy bay ném bom chiến lược siêu âm có thể mang nhiều loại vũ khí hạt nhân và phi hạt nhân. Khả năng mang tải trọng lớn và tầm bay xa khiến Tu-160 phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công chiến lược. Tuy nhiên, Đài Loan lại không sở hữu vũ khí chuyên biệt nào được thiết kế đặc biệt để tấn công các mục tiêu lớn và kiên cố như đập Tam Hiệp. Nhưng họ có một số khả năng quân sự mà trong lý thuyết có thể đe dọa đến các mục tiêu chiến lược của Trung Quốc. Ví dụ như tên lửa hành trình Siung Feng 2 có tầm bắn khoảng 600 đến 1.000 km và được thiết kế để tấn công các mục tiêu trên đất liền với độ chính xác cao. Tên lửa này có thể mang đầu đạn thông thường hoặc có khả năng được sửa đổi để mang đầu đạn xuyên phá. Đài Loan cũng có tên lửa tầm ngắn chẳng hạn như Thunderbolt 2000, một hệ thống pháo phản lực đa nòng có thể được sử dụng để tấn công các mục tiêu chiến lược gần bờ biển. Tuy nhiên, loại vũ khí này không phù hợp cho các mục tiêu xa như đập Tam Hiệp. Đài Loan sở hữu các máy bay chiến đấu F-16V và Mirage 2000 có khả năng mang theo các loại bom dẫn đường chính xác và tên lửa không đối đất. Tuy nhiên, để tấn công mục tiêu kiên cố như đập Tam Hiệp cần có các loại bom phá hầm đặc biệt mà hiện tại không có thông tin rõ ràng rằng Đài Loan sở hữu loại vũ khí này. Đài Loan còn có các hệ thống pháo binh tầm xa có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách lớn. Nhưng để tấn công mục tiêu cụ thể và kiên cố như đập Tam Hiệp, cần có đạn dược chuyên dụng. Còn UAV thì sao? Đài Loan đang phát triển các loại máy bay không người lái UAV có khả năng giám sát và tấn công chính xác. UAV có thể được sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Nhưng để thực hiện một cuộc tấn công hiệu quả vào đập Tam Hiệp, cần có loại UAV mạnh mẽ và khả năng mang theo vũ khí nặng. Tất cả điều này cho thấy, mặc dù Đài Loan có một số vũ khí và hệ thống quân sự có thể tiềm năng tấn công các mục tiêu chiến lược,
việc tấn công đập Tam Hiệp sẽ là một nhiệm vụ cực kỳ khó khăn và rủi ro cao. Đài Loan không sở hữu các vũ khí chuyên biệt hoặc mạnh mẽ như bom phá hầm cần thiết để thực hiện một cuộc tấn công hiệu quả vào một công trình kiên cố như đập Tam Hiệp. Một thực tế khách quan là không có bán kính chiến đấu nào của máy bay quân sự của Đài Loan đủ để bao phủ đập Tam Hiệp. Nếu họ quyết tâm tấn công thì chỉ có thể là những máy bay cảm tử. Nhưng lực lượng không quân Đài Loan không có loại vũ khí phù hợp để xuyên thủng con đập. Ngay cả Siungfeng 2E hay tên lửa hành trình tấn công mặt đất Junfeng của lực lượng mặt đất cũng không thể làm hại con đập. Chưa kể khu vực lân cận đập Tam Hiệp được quân đội giải phóng nhân dân và cảnh sát vũ trang nhân dân canh gác, giám sát nghiêm ngặt. Dù di chuyển bằng đường bộ, đường thủy hay đường hàng không, không thể tiếp cận khu vực này mà không vượt qua được vòng kiểm tra nghiêm ngặt. Thậm chí không có máy bay không người lái dân sự bay thấp nào có thể tiếp cận. Bất kỳ vật thể bay không xác định nào hướng tới con đập có thể sẽ gặp phải hàng loạt tên lửa phòng không. Trên thực tế, máy bay quân sự hoặc tên lửa hành trình của Đài Loan sẽ bị bắn hạ ngay từ bầu trời phía trên eo biển Đài Loan. Chúng thậm chí không thể vào đất liền. Quốc gia duy nhất có khả năng thành công khi làm điều này là không quân Hoa Kỳ. Nhưng chắc chắn không đáng để thử. Cuộc tấn công phải được thực hiện bởi máy bay ném bom chiến lược tàng hình hạng nặng B-2 Spirit. Các máy bay B-2 cần được trang bị ngư lôi hạt nhân hạng nặng và được điều động từ Diego Garcia, cố gắng xâm nhập biên giới miền núi dân cư thừa thớt phía tây nam của Trung Quốc. Các máy bay B-2 phải vạch đường đi rất cẩn thận để tránh bị bất kỳ radar sóng dài cố định nào và các tuyến tuần tra của máy bay chiến đấu đã biết. Độ thành công vẫn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố không chắc chắn, chẳng hạn như chạm trán với radar sóng dài di động của Trung Quốc, máy bay cảnh báo và kiểm soát sớm trên không AWACS của Trung Quốc hoặc máy bay chiến đấu tiên tiến của Trung Quốc được trang bị hệ thống tìm kiếm và theo dõi hồng ngoại IRST như J-10C, J-16 hoặc J-20. Nếu chống lại mọi khó khăn, máy bay ném bom tàng hình của Mỹ tìm cách đột phá đến phía sau đập Tam Hiệp thì ngư lôi hạt nhân hạng nặng có thể được triển khai và thả xuống hồ chứa, tấn công con đập ở phía sau bằng vụ nổ hạt nhân lớn. Điều đó có lẽ đã đủ để làm vỡ đập. Nhưng ngay cả khi các máy bay ném bom B-2 của Mỹ thoát khỏi Trung Quốc mà không bị bắn rơi, không để lại bằng chứng trực tiếp, thì Mỹ cũng sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Trung Quốc, bởi vì người Trung Quốc nhận thức rõ ràng chỉ có Mỹ mới có thể thực hiện thành công cuộc tấn công và Hoa Kỳ là một trong số ít quốc gia có ý định làm như vậy. Khi đó sẽ kích hoạt mối thù hận dân tộc và leo thang nghiêm trọng chiến tranh hạt nhân giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Mỹ phải đối mặt với hậu quả nghiêm trọng vì cuộc tấn công lén lút như vậy không chỉ là hành động chiến tranh chống lại Trung Quốc mà còn làm ngập lụt toàn bộ lưu vực sông Dương Tử và gây thương vong lớn cho dân thường Trung Quốc, có thể lên tới hàng triệu người và thiệt hại nặng nề cho rất nhiều các thành phố Trung Quốc trong lưu vực sông Dương Tử, gây thiệt hại kinh tế to lớn. Đó sẽ là tội phạm chiến tranh. Để trả thù, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa chắc chắn sẽ bắn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM mang đầu đạn hạt nhân vào Hoa Kỳ. Cả hai nước sẽ bị xóa sổ trong cuộc trao đổi hạt nhân tiếp theo. Kết quả là sự tự hủy diệt lẫn nhau. Vậy với Mỹ, điều đó có đáng sợ không? Vậy thì Mỹ có thể trang bị vũ khí cho người Đài Loan để họ có thể tự mình phá hủy con đập. Điều này lại càng không khả thi vì làm sao mà Mỹ có thể tránh khỏi việc bị đổ lỗi. Từ trong lịch sử, Hoa Kỳ cũng đã điều hành nhiều cuộc chiến khiến tổn thất cho dân thường rất lớn. Trong trường hợp Hoa Kỳ tài trợ cho Đài Loan để làm nổ đập Tam Hiệp, rõ ràng sẽ phải gánh chịu hậu quả là những lời chỉ trích rất lớn từ thế giới. Kể cả Đài Loan cũng sẽ phạm phải sai lầm nếu như đánh sập đập Tam Hiệp vì áp lực từ cộng đồng quốc tế là rất mạnh mẽ. Ngay cả trong trường hợp cuộc tấn công vào đập Tam Hiệp thành công, chính phủ Trung Quốc chỉ còn hai lựa chọn. Một là chịu tổn thất nặng nề, sau đó tiến hành tấn công hạt nhân, trả đũa Hoa Kỳ. Cả hai nước đều trở thành miệng hố thủy tinh phóng xạ. Hai là chịu tổn thất nặng nề nhưng không làm gì để trả thù. Chính phủ Trung Quốc sẽ bị lật đổ trong một cuộc cách mạng bạo lực. Chế độ mới của Trung Quốc lên nắm quyền vẫn sẽ lệnh tấn công hạt nhân trả đũa Hoa Kỳ. Dù thế nào đi chăng nữa, cả hai bên đều phải chịu chung số phận, tức là chết cùng chết. Cần lưu ý một điều, chiến lược hạt nhân của Trung Quốc không giống chiến lược hạt nhân của Mỹ. Người Mỹ nhấn mạnh vào các cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu để làm tê liệt khả năng trả đũa hạt nhân của đối phương vì chính phủ Mỹ thực sự lo lắng về việc trả đũa hạt nhân. Vì vậy, họ phải trang bị hàng nghìn vũ khí hạt nhân để nhắm vào bất kỳ mục tiêu tiềm tàng nào như hầm chứa, hang động hoặc bệ phóng tên lửa, bao gồm nhiều mồi nhử có thể chứa vũ khí hạt nhân của kẻ thù. Còn Trung Quốc nhấn mạnh vào
các cuộc tấn công hạt nhân trả đũa. Trung Quốc có các phiên bản di động của tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM như DF-31AG và DF-41, cũng như tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm như JL-2 được trang bị bởi tàu ngầm tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp 094 SSBN có khả năng sống sót cao hơn so với DF-5B và DF-5C phóng từ silo. Trung Quốc cũng không quan tâm đến việc nhắm mục tiêu vào các hầm chứa tên lửa hạt nhân của đối phương, vốn thường trống rỗng. Khi Trung Quốc ra lệnh tấn công trả đũa bằng hạt nhân, Trung Quốc chỉ nhắm tới các trung tâm dân cư lớn của Mỹ tập trung ở bờ biển phía đông, bờ biển phía tây, khu vực xung quanh Chicago và khu vực xung quanh Houston. Việc mất đi các khu đô thị nói trên sẽ khiến hậu quả trở nên nghiêm trọng và không thể chịu đựng nổi đối với Mỹ. Đến mức nước này sẽ phải suy nghĩ kỹ trước khi tung ra đòn tấn công hạt nhân phủ đầu. Chưa kể người Trung Quốc đã tiến xa đến mức ngang ngửa Hoa Kỳ trong lĩnh vực phòng thủ tầm trung trên mặt đất GMD. Không ai biết chính xác Mỹ đã thử nghiệm bao nhiêu lần và khả năng thành công là bao nhiêu. Trong khi đó, Trung Quốc đã tiến hành 5 cuộc thử nghiệm GMD và cả 5 lần thử đều thành công. Người Trung Quốc hiện có tỷ lệ thành công 100%. Về vấn đề hạt nhân thì Mỹ có nên coi thường và ngạo mạn trước Trung Quốc vì các nhà lãnh đạo Trung Quốc là kẻ liều lĩnh và vô trách nhiệm, cho nên không có gì là không thể xảy ra. Còn vũ khí không gian thì sao? Nguồn điện trên vệ tinh và tàu vũ trụ rất khan hiếm nên không có loại vũ khí ưa thích nào như laser, súng trường hoặc pháo ion có thể duy trì được trong một tương lai gần. Tải trọng trên vệ tinh và tàu vũ trụ cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Đơn giản là không thể trang bị cho vệ tinh và tàu vũ trụ nhiều bom, tên lửa hoặc thanh kim loại để gây ra thiệt hại đáng kể cho mặt đất. Ngay cả vệ tinh hoặc tàu vũ trụ trực tiếp lao xuống cũng không thể phá hủy được đập Tam Hiệp hay bất kỳ thành phố nào của Trung Quốc. Đừng nói đến tải trọng của nó, còn có một yếu tố quan trọng quyết định độ thành công, đó là độ chính xác. Nó giống như việc cố gắng thả một quả đạn rơi tự do xuống một vị trí cố định trên mặt đất từ một vệ tinh hoặc tàu vũ trụ chuyển động cực nhanh mà lại không có gì dẫn đường tốt ở mặt đất. Ngoài ra, các tàu vũ trụ như X-37 vẫn phải di chuyển trên quỹ đạo, không thể di chuyển đến bất cứ nơi nào họ muốn sau khi nó du hành vào không gian. Trái ngược với niềm tin của nhiều người, chúng có thể phải quay quanh trái đất ít nhất vài lần trước khi đến được những địa điểm có thể tấn công. Ngay cả khi chúng chạm tới, cánh cửa cơ hội cũng rất nhỏ. Đặc biệt lưu ý là Trung Quốc cũng đang chạy đua với Mỹ về vũ khí không gian, cho nên không thể nói rằng Mỹ có thể tiêu diệt Trung Quốc dễ dàng nếu dùng đến quân sự. Do đó, nếu nói Trung Quốc có điểm yếu thì đó không phải là đập Tam Hiệp. Điểm yếu lớn nhất chính là quy tắc đạo đức và chuẩn mực tín ngưỡng mà chính quyền nước này đã dẫm đạp lên. Điều này sẽ khiến người dân của chính họ ngày càng bất tín và bất phục, và sự trỗi dậy sẽ không thể tránh khỏi. Bởi vậy mới nói sức mạnh trong dân không vị bạo chúa nào có thể chống đỡ được. Họ có thể làm nên vinh quang nhưng cũng có thể lật đổ ngay. Và xin lưu ý một điểm, đập Tam Hiệp có thể con người không phá hủy được nó, nhưng điều đó không có nghĩa là nó trở thành pháo đài bất khả xâm phạm, vì người không trị được thì trời sẽ trị. Chúng tôi đang đề cập đến lũ lụt, thiên tai tự nhiên, sức mạnh của nước sẽ phá hủy mọi thứ. Câu hỏi là, vậy Đài Loan làm thế nào để chống lại sự đe dọa từ Trung Quốc? Đòn bẩy quan trọng giúp Đài Loan chống lại Trung Quốc. Thứ nhất, Đài Loan đã đầu tư mạnh mẽ vào các hệ thống phòng không tiên tiến, bao gồm các hệ thống tên lửa PAC-3 và Skybow. Ngoài ra, Đài Loan còn phát triển các vũ khí chống tàu ngầm và tàu ngầm mini để bảo vệ bờ biển của mình. Đài Loan áp dụng chiến lược chiến tranh phi đối xứng, sử dụng các phương tiện nhỏ và linh hoạt như tàu tuần tra nhanh và tên lửa đất đối hạm để chống lại lực lượng quân sự lớn hơn của Trung Quốc. Chiến lược này nhằm làm suy giảm khả năng tấn công và gây tổn thất lớn cho lực lượng đổ bộ của Trung Quốc. Thứ hai, Đài Loan là một trung tâm toàn cầu về sản xuất bán dẫn với các công ty như TSMC dẫn đầu thị trường. Sự phụ thuộc của thế giới vào công nghệ bán dẫn của Đài Loan mang lại cho quốc đảo này một đòn bẩy kinh tế mạnh mẽ trong các cuộc đàm phán quốc tế. Hơn nữa, Đài Loan duy trì các mối quan hệ thương mại chặt chẽ với nhiều quốc gia bao gồm Mỹ, Nhật Bản và các nước châu Âu. Những mối quan hệ này không chỉ cung cấp hỗ trợ kinh tế mà còn tạo ra một mạng lưới các đồng minh tiềm năng trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc. Thứ ba, Mỹ có mối quan hệ quốc phòng và kinh tế mạnh mẽ với Đài Loan, bao gồm đạo luật quan hệ Đài Loan cam kết cung cấp phương tiện tự vệ cho Đài Loan. Sự hiện diện của quân đội Mỹ trong khu vực cũng đóng vai trò răn đe đối với bất kỳ hành động quân sự nào từ Trung Quốc. Đài Loan nỗ lực tăng cường quan hệ với các quốc gia khác và tham gia vào các tổ chức quốc tế. Dù không phải là thành viên chính thức,
việc xây dựng và duy trì các liên minh quốc tế giúp Đài Loan có được sự ủng hộ và sự bảo vệ từ cộng đồng quốc tế. Thứ tư, Đài Loan sử dụng các chiến lược thông tin và tâm lý để làm suy yếu quyết tâm của Trung Quốc và tăng cường tinh thần của người dân Đài Loan. Điều này bao gồm việc truyền tải thông tin về khả năng phòng thủ và sự hỗ trợ quốc tế, cũng như phơi bày các hành động gây hấn của Trung Quốc. Tất cả điều này cho thấy Đài Loan có nhiều đòn bẩy để chống lại Trung Quốc, bao gồm các chiến lược quân sự phòng thủ, sức mạnh kinh tế trong ngành công nghệ, quan hệ quốc tế mạnh mẽ và các chiến lược thông tin hiệu quả. Sự kết hợp của những yếu tố này giúp Đài Loan duy trì sự độc lập và khả năng tự vệ trước các mối đe dọa từ Trung Quốc. Trong trường hợp phải tham chiến bằng một cuộc chiến sinh tử, Đài Loan luôn có một người sẵn sàng đổ máu vì họ. Nhật Bản bảo vệ Đài Loan vì sự sống còn của quốc gia. Đối với Nhật Bản, hòa bình ở eo biển Đài Loan là vấn đề sống còn của quốc gia này. Do đó, một cuộc thảo luận đúng đắn về sự can thiệp của Nhật Bản nên hỏi làm thế nào, chứ không phải nếu Nhật Bản sẽ bảo vệ Đài Loan, vì làm như vậy là không thể thiếu đối với an ninh quốc gia của nước này. Chấp nhận sự kiểm soát của Trung Quốc đối với Đài Loan cũng có nghĩa là chấp nhận sự phụ thuộc của Nhật Bản đối với Bắc Kinh. Để hiểu đầy đủ lý do tại sao Đài Loan lại quan trọng đối với an ninh Nhật Bản, điều quan trọng là phải hiểu vai trò của địa lý trong việc định hình các lợi ích chiến lược cơ bản của Tokyo. Đài Loan nằm ở giữa eo biển Đài Loan và tuyến đường biển chiến lược SLOC mà Nhật Bản phụ thuộc vào để duy trì sinh kế kinh tế và sự sống còn của mình. Nhật Bản được xếp hạng trong số các quốc gia tiêu thụ năng lượng cao nhất thế giới. Vào năm 2022, Nhật Bản dựa vào nhập khẩu 97% sản lượng năng lượng của mình, chủ yếu bao gồm dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng LNG. Cùng năm đó, Nhật Bản đã vượt qua Trung Quốc để trở thành nước nhập khẩu LNG lớn nhất thế giới, mặc dù nhập khẩu năng lượng giảm 3%. Điều quan trọng là 90% năng lượng nhập khẩu của Nhật Bản có nguồn gốc từ Trung Đông và được vận chuyển bằng đường biển, trong đó 80% đi qua eo biển Đài Loan. Những số liệu này nhấn mạnh việc đảm bảo quyền tiếp cận miễn phí và không bị cản trở tới các nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng này là điều hết sức quan trọng đối với Tokyo. Mặt khác, Nhật Bản và Đài Loan có mối quan hệ thương mại mạnh mẽ. Đài Loan là một trong những đối tác thương mại lớn của Nhật Bản, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và sản xuất. Các công ty Nhật Bản cũng đầu tư mạnh mẽ vào Đài Loan và ngược lại, Đài Loan cũng có nhiều dự án đầu tư tại Nhật Bản. Thêm nữa, Đài Loan là trung tâm sản xuất bán dẫn hàng đầu thế giới và các sản phẩm bán dẫn của Đài Loan rất quan trọng đối với các ngành công nghiệp công nghệ cao của Nhật Bản. Sự gián đoạn trong sản xuất và cung ứng bán dẫn từ Đài Loan có thể gây ra những tác động tiêu cực lớn đối với các nhà sản xuất điện tử và ô tô của Nhật Bản. Đây là góc độ về kinh tế. Còn ở góc độ chiến lược thì Đài Loan nằm gần Nhật Bản, đặc biệt là nằm gần quần đảo Ryukyu của Nhật Bản. Kiểm soát được ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Đài Loan có thể tạo ra mối đe dọa trực tiếp đến an ninh của Nhật Bản. Đài Loan đóng vai trò là một bức tường chắn chiến lược, ngăn chặn sự mở rộng quân sự của Trung Quốc về phía đông. Cả Nhật Bản và Đài Loan đều có mối quan hệ mạnh mẽ với Hoa Kỳ. Sự ổn định và an ninh của Đài Loan có tác động trực tiếp đến cấu trúc an ninh khu vực, mà Nhật Bản cũng là một phần quan trọng. Bất kỳ thay đổi lớn nào về tình hình an ninh của Đài Loan đều có ảnh hưởng đến các cam kết quân sự và chiến lược của Hoa Kỳ trong khu vực, bao gồm cả Nhật Bản. Chưa kể đến sự tương giao trong văn hóa và hệ tư tưởng, Nhật Bản và Đài Loan có mối quan hệ văn hóa và nhân văn chặt chẽ. Nhiều người Đài Loan học tập và làm việc tại Nhật Bản và ngược lại. Các sự kiện văn hóa, giao lưu nhân dân và du lịch giữa hai bên cũng diễn ra thường xuyên, tăng cường sự hiểu biết và mối quan hệ hữu nghị giữa người dân hai bên. Đồng thời, Nhật Bản và Đài Loan chia sẻ nhiều giá trị chung về dân chủ, nhân quyền và pháp quyền. Sự thành công của Đài Loan trong việc duy trì một nền dân chủ mạnh mẽ ở một khu vực có nhiều áp lực từ các chế độ chuyên quyền là một nguồn cảm hứng và hỗ trợ cho Nhật Bản trong các vấn đề đối ngoại và nhân quyền. Chính vì thế mà Đài Loan có vai trò quan trọng đối với Nhật Bản trên nhiều mặt trận, từ an ninh và địa chính trị đến kinh tế và thương mại, cũng như quan hệ văn hóa và giá trị chung. Đài Loan không chỉ là một đối tác quan trọng mà còn là một phần không thể thiếu trong chiến lược của Nhật Bản tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Sự ổn định và phát triển của Đài Loan có thể tác động trực tiếp đến lợi ích và an ninh của Nhật Bản. Cho nên không có chuyện Nhật Bản đứng ngoài cuộc chiến Đài Loan chống lại tham vọng bá quyền của Trung Quốc. Xin lưu ý về cán cân quyền lực ở khu vực châu Á. Trung Quốc và Triều Tiên là hai quốc gia có năng lực hạt nhân. Nhật Bản và Đài Loan, thậm chí cả Hàn Quốc, tuy là các nước mạnh nhưng lại không có năng lực hạt nhân. Nhật Bản bị kìm hãm bởi nhiều ràng buộc an ninh với Hoa Kỳ về vấn đề này. Cho nên cán cân sức mạnh đang bị lệch về phía Trung Quốc.
trong trường hợp Trung Quốc tận dụng khoảng thời gian chuyển giao quyền lực Tổng thống Mỹ làm cơ hội để thực hiện cuộc tấn công Đài Loan và thôn tính toàn bộ Biển Đông. Khi đó, nó sẽ kích hoạt một cuộc chiến trong khu vực. Xét theo tình hình hiện tại, có vẻ như chính quyền Bắc Kinh đang thực hiện động cơ này. Nhưng thành bại ra sao thì khó có thể nói trước được. Vì tháng 6 cho đến tháng 9 thường là quãng thời gian mưa lũ lớn ở Trung Quốc. Với hệ thống đập khổng lồ ở nước này, không gì có thể lường trước được hiểm họa phía sau của nó. Khi đó, càng khó nói được việc Trung Quốc có thể chống đỡ và duy trì một cuộc chiến tranh hay không. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn nghĩ gì về việc Nhật Bản xả thân vì Đài Loan chống Trung Quốc? Hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video nhé! Quý vị cũng đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.